Xin chào cả nhà cùng tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại cả nhà và các bạn. Hôm nay mình trở lại thăm cái luồng 7-19 cái á các bạn. Cứ rồi mình thăm là 21 cái, mình đem về 2 cái, còn lại 19 cái á, mình đi đến cái địa điểm mình đặt 7 thôi. Đầu video cho mình gửi lời hẹn chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình giải trí cho vui. Mình xin mời các bạn. Thì cũng như thường khi, trước khi mình thăm cái 7 đầu tiên cái mình quay đồ nghề cho các bạn xem á, thì hôm nay mình có mang theo một cái 7 thịt cua nè các bạn. Với bên dưới là một mớ túi lưới nha. Cả chục cái nha, nó một mớ thì mình nói cho nó rõ luôn nha các bạn. Với cái bao để mình có di dời 7 á. Với bên đây là mấy trái chuối. Bởi vì mình để ngoài xe một cái vỏ chuối với cái gọng đựng chuột á các bạn. Mình không có xách vô được. Mình chỉ xách đi vườn đi thăm, mình chỉ xách cái một cái vỏ vậy thôi à. Ít trái chuối với cái vỏ đồ nghề mình túi lưới được các bạn. Bình thường là túi lưới mình đem cả chục cái lần nha các bạn, chứ không phải mình đem một vài cái gì đâu. 8 cái, 6 cái rồi tới lên được không? Cái đầu tiên 7 mình này nè các bạn. Làm miệng con cho khỏe. Đi cho mạnh dạng ha các bạn. Trời ơi chất quốc rồi các bạn. Ôi. Cái 7 này không hổm có con trùng hơn gì vô phá mình cái rồi. Cái này mình đổi cái 7 bự vô cái rồi. Đi biệt luôn các bạn. Ôi, cái 7 này mình rút luôn các bạn ơi. Giờ đi điểm mới luôn. Tiếp tục đến với cái 7 thứ hai các bạn. Cứ trước mình thăm cái này đầu tiên rồi các bạn. Cứ rồi mình thăm cái này đầu tiên. Rồi sập rồi các bạn. Rồi chuột nữa rồi các bạn. Rồi cái này hôm nay mình rút đi luôn. Chỗ này không có các bạn ơi. Rồi mình dời đi điểm mới luôn nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái 7 khổng lồ đầu tiên nữa các bạn. Mình còn đánh có 3 cái 7 khổng lồ các bạn. Ở gần đây có người đang nói chuyện luôn. Nghe đây mình thả con mèo rồi. Cái cửa này nó khó con gì nữa các bạn. Sập nữa các bạn. Không lẽ nó nữa trời. Trời ơi đúng rồi, ông nội nữa rồi. Rút cái bẫy này đi luôn nha các bạn. Để đi nó vô nữa. Hôm rồi mình tính vô. Rồi chạy mất rồi. Thôi luôn. Chạy luôn. Hôm rồi mình tính rút đi mà cái cuối cùng mình bị không có mang đồ nghề rút á. Nay cũng không có mang luôn mà phải rút các bạn ơi. Rồi đi thăm cái khác các bạn. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Bên kia mở nhạc quá rồi. Quá cà này. Chắc dính nhạc luôn quá. Cái đầu này chắc ngay đó mình bắt hai con tròn mà chắc không quay được quá các bạn. Bị ngay đó gần coi nhạc quá các bạn. Ôi, sập rồi các bạn. Cắn ngỏng luôn. Chuột rồi các bạn. Ngay đó người ta cao quá trời. Không dám thăm luôn các bạn ơi. Không dám quay luôn. Mình ra mình thăm mà có mình quay, còn không thì thôi nha các bạn. Ủa con chuột bự. Xử lý nó ra rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ngay đây mình có một cái nữa các bạn. Ngay đây mình bắt được hai con nữa các bạn. Bây giờ người ta bớt nhạc rồi mình quay nha các bạn.
ta bắt nhỏ lên rồi. Trời chết quốc luôn rồi các bạn. Nhìn thấy nó trống lỏng luôn rồi. Ủa? Ôi sao lạ vậy? Trống lỏng mà nó ăn không? Lạ. Trời ơi, cái con này khôn ngon ngậu luôn. Nó ngoài nè đây láng luôn nữa các bạn. Nó mồi sạch sẽ chuối luôn. Rồi để mình xử lý rồi mình đặt lại rồi mình đi tiếp nha các bạn. Ngay đây mình bắt hai con rồi các bạn nhớ nha. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Cái này hai kỳ rồi, nó đều ngồi ngoài nó phá chuối mình, nó phá bẫy mình nữa các bạn. Mà nó không vô bẫy. Rồi sao mình thấy nó làm như có dấu người đi vô đạp gãy cây luôn rồi các bạn ơi. Mình không có nghi ngờ nha các bạn. Vô tới cái bẫy mình biết, nó biết chứ giờ mình thấy vậy thì mình thấy có người đi rồi, mà không biết ta đi làm gì mình không biết. Rồi chỗ này hình như là nó không sập luôn các bạn. Ờ sập rồi, sập rồi. Ôi trời ơi, rồi sao kỳ vậy trời. Lạ vậy ta. Không sập. Ôi cái con này nó khôn các bạn ơi. Cách nào nó cũng ăn được hết chứ á. Vậy là con này không phải con trồn rồi các bạn ơi. Con này mình nghĩ con sóc chuột nhỏ gì vô nó không dậm nổi các bạn, đạp mình đó. Rồi để mình coi mình chỉnh sửa mình đặt lại rồi đi tiếp các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Ây da trời, dướng dướng dây rồi các bạn ơi. Tụi mình xách cái vỏ hay nó dướng dây nó bị lùm lùm la hết luôn. Dưỡng dây leo không thấy cái vỏ rồi, quá trời quá đất gần khủng khiếp. Biết vậy nãy mình đi vô gần tới mình đập máy, trời chết quốc luôn nha. Trời ơi cái bẫy nó ngon, nó im. Đây, em nó dày đâu mà không có dính. Rồi mình đi qua thăm cái khác các bạn. Tiếp tục ở trong đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Quá gặm. Sập rồi các bạn. Mở hàng bạn con đi. Trời ơi con chuột rồi các bạn ơi. Nhảy múa. Dữ ghê. Mình xử lý em nó ra. Nghe đây con chuột này hung dữ quá. Mà mình thấy nó có cái đường mòn đi từ bển qua đây lớn nữa các bạn. Mình nghĩ có con chuột lớn nha. Mình lấy cái bẫy khổng lồ nãy mình đặt thế vô chỗ này nha các bạn. Cái bẫy khổng lồ mình nãy mình rút đó. Lấy con chuột này mình bỏ vô luôn, mình đặt vô đó nha. Tiếp tục ngay chỗ cái khu nghĩa địa này mình có một cái á các bạn. Cử gọi mình thăm, mình dính ở đây được một con rồi các bạn. Mà mình cử gọi mình đi mấy anh kia qua cho nên là không có thấy cái khu nghĩa địa nha các bạn. Bữa nay mình thăm bên đây mình đi ngược tới lại. Cho nên là mình quay thấy cái khu nghĩa địa luôn. Cái này khu này khu nghĩa địa quan các bạn ơi. Người ta bỏ rồi. Để coi cái này nó có sập nữa không. Làm bạn con mở hàng chứ sớm giờ chưa có con gì hết các bạn. Hình như là sập nữa rồi kìa các bạn. Đúng không? Phải không? Đúng rồi, thôi rồi, vô rồi. Thôi rồi, con thứ hai của khu nghĩa địa nè các bạn. Ha. Khu nghĩa địa này con thứ hai nè các bạn. Tuyệt vời, bự luôn. Bự luôn, bự luôn. Trời ơi, bự rồi các bạn. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây. Còn này ký ngoài ký rồi các bạn ơi. Thì mình ở đây nè, mình dính con tròn rồi vậy nha các bạn. Ngày đây mình bắt con này con thứ hai nè các bạn, nhìn nè nó đầu nè ha. Đó. Mình muốn đặt lợi là mình phá bằng lại, hồi bữa mình phá mình sửa lại ha, xong rồi cái mình đánh lợi nha các bạn. Dính nè, này là con đầu tiên nữa các bạn. Đập
Con này bự luôn các bạn. Con này hơn tí rồi các bạn. Quá đẹp. Tuyệt vời ha. Sợ mình nó rung quá. Lạ các bạn. Đem ra chỗ ngoài cái lạ chỗ nè. Đẹp ha. Con này cũng không dữ ha. Chứng tỏ ngay đây còn nữa nha các bạn. Nó dài bằng cái lòng mình luôn các bạn. Con này hơn tí. Rồi. Em nó ra chấm mắt rồi đi tiếp các bạn. Tuyệt vời các bạn. Rồi mình đem em nó lại đây chấm, mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn. Con này khoảng 1,2 kg tới lên nha các bạn. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Nặng lắm. Nặng mà đẹp lắm. Để mình lấy tấm hình kìa các bạn ơi. Quá quá tuyệt vời. Còn em nhìn đây. Quá đẹp. Con này mới vô còn đẹp lắm nha các bạn. Y như lời mình nói ha. Nếu mà chỗ nào mà nó không có giữ á, nó hiền như vậy ha, nó im vậy ha, là ngay đây nó còn nữa các bạn. Thì đúng như kỹ rồi mình bắt con như vậy ha. Cứ này con này hiền nữa là mình hy vọng là ngay đây còn nữa nha các bạn. Quá đẹp. Em đầu tiên của ngày hôm nay cho mình một like các bạn, một đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn ơi. Tuyệt vời rồi các bạn. Ok các bạn, con này nó không la dữ ha, và ngày đây nó sẽ còn nữa nha các bạn, nó đung lên cắn mình. Wow á, wow á, rồi thôi mình buộc mình ơi đi tiếp các bạn, để nó cắn mình nha các bạn ơi, nó muốn cắn mình không à. Tiếp tục ở đây mình có con gái nữa các bạn, ngay đây mình dính được một con 7,5 lạng hồi cái cử trước nữa nha các bạn, cử rồi nó hụt. Cử này không biết nó có không. Mới chui qua cái lỗ. Mình mà hay ra 7 xì cua luôn các bạn. Mình dính ra ngay đây con 7,5 lạng. Cái người ta nói mình bỏ con chồn vô các bạn. Có người vô bình luận. Trời ơi, vô rồi các bạn. Ngay gốc cây kìa. Vô rồi, vô rồi, vô rồi. Con này bự rồi. Hôm trước mình bắt ở đây một con 7,5 lạng nè các bạn. Hai con này bự rồi các bạn. Ừ, nó bằng với con nãy luôn rồi các bạn. Tuyệt vời rồi các bạn. Vô rồi. Hôm nay con thứ hai rồi nè. Thì mình cho các bạn xem ha, hiện trường này ha. Con trộn nó vô là gì nè. Dính nè. Ngồi để cây nó tóc lên hết ha. Đó. 47. Ngày đây mình dính con 7,5 lạng. Người ta nói mình bình luận nói mình bỏ chồn vô. Cái gì? Làm con. Con này cá chí rồi. Tuyệt vời rồi các bạn. Nè, con la ha, vô lâu rồi nè. Dò cẳng các bạn, con này nó môi ha. Nát tay chân hết rồi ha. Thì ngay đây là nó sẽ còn nữa nha các bạn. Y như lời mình nói ha. Mình bắt con đầu tiên ngay đây nó hiện ha. Mình nói là thế nào cũng còn nữa thì đúng mi ha các bạn. Tuyệt vời các bạn. Rồi, đem ra ngoài chấm bắt nó ra rồi đi tiếp. Nó đào, đào bạch banh cái chỗ gì nữa nè. Đó, bắt mình làm cái trò mình vũ vậy nha, đang làm cái cho các bạn thấy luôn ha. Rồi mình muốn đặt lại nó, để sửa cho nó bằng cái gì các bạn. Nha, đó. Xong rồi mình sẽ đặt lại y như chỗ cũ nha các bạn. Nó mới vô nữa nha. Đó. Còn không thì mình sẽ dời nền. Còn mình không dời mình đặt tiếp thì mình sửa là vậy. Rồi đem ra trống mình bắt cái này đi tiếp luôn các bạn. Rồi mình đem nó lại đây, mình bắt nó ra rồi đi tiếp các bạn. Con này nó cũng môi móc tày giò tày cắn hết trơn rồi các bạn, nhưng mà nó còn khỏe các bạn. Con này mới vừa tối nè. Quay ra cho các bạn xem đi. Đây, đây một pin nè.
ngủ nè các bạn. Cái loại này nó ngủ ngày các bạn. Con này ngoài ký nữa các bạn. Tuyệt vời các bạn. Đẹp. Mới vô là còn đẹp rồi các bạn. Nè, nó không cà la không gì hết hen các bạn. Chứng tỏ là ở đây nó sẽ còn nữa nha các bạn. Tuyệt vời. Cho mình một like và một cái đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Quá tuyệt vời các bạn. Để mình có động lực mình làm tiếp tục các bạn ơi. Thứ hai vậy các bạn, tuyệt vời các bạn. Em này hiền không la nha các bạn. Thì mình rất mừng nha, là ở đây nó sẽ còn nữa nha các bạn. Tuyệt vời các bạn. Cái túi lưới này đó mình đựng tròn mấy bữa trước nó bị xé, nó cũng muốn banh nè các bạn, thấy không, thấy ghê không. Mình sẽ lộn lên hai bận nha các bạn, còn không là cho hai túi lưới chắc ăn và mình buộc miệng lại đi tiếp các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn, mình mới thăm một cái mà đầu đường có người rồi mình bỏ qua luôn các bạn. Hôm nay ngày nghỉ người ta ca hát đồ quá trời này, cái nhạc sến luôn các bạn, đang mở cái đùng mình trong cái đám cỏ này mình có một cái. Bây giờ chỗ nào mình quên rồi các bạn, để từ từ mình nhớ lại coi. Bên đây hay là bên kia ta, như chắc bên đây quá. Ôi sập rồi các bạn, gọi con chuột rồi các bạn, đang vui à. Cái hèm ở đây múa lửa, còn quên chuột rồi mình bắt đem nó ra rồi đi tiếp nghe không biết. Tiếp tục ở đây mình có ba cái liên tiếp luôn các bạn, là ba cái bẫy nhỏ là hết rồi, qua hâm hai cái bẫy lớn nữa là năm cái các bạn. Mà ở đây mình sợ chó sủa mình không nói chuyện gì các bạn. Gần đây nó có chó các bạn ơi. Cuối cùng luôn các bạn ơi, bẫy nhỏ đó các bạn. Rồi qua bên kia mình thăm hai cái bẫy lớn nữa các bạn ơi. Cái bẫy lớn mình hứa hẹn với các bạn là cái bẫy sau cùng mình đánh màu chuột đó, mình kêu các bạn theo dõi coi cử sao dính con gì đó các bạn. Hy vọng bữa nay qua lụm con trùng khủng mình đó nha các bạn. Rồi chất quá các bạn, rồi rút các bạn đi luôn. Gần đi chó quá không có trồn các bạn. Rồi qua thăm hai cái bẫy khổng lồ nữa hết rồi các bạn ơi.
Tiếp tục mình đến với cái bẫy lớn đầu tiên đó các bạn. Cái này mình đánh mồi chuối nha các bạn, cái này mình đánh thương nha. Còn cái cuối cùng là mình đánh mồi chuột. Kiếm bạn con khủng khủng kiếm tiền Tết các bạn. Nghe nó khó quá. Trời ơi, như mình nhìn qua cái kẻ mình thấy nó chất quớt nữa rồi các bạn ơi. Đúng rồi, không sập luôn. Đi. Đây. Không sập mà cái chuối mình để mình xả đây trái, đây trái nó ăn nó mất tiêu trơn các bạn. Ủa cái con này nó khôn. Chuối ở trong mình treo ở trong nó còn gì các bạn. Mà chuối xả ngoài nó mất, không còn cái miếng cùi, không còn cái gì luôn các bạn. Đó, thường mình để vậy nè. Mình đánh hương mình dụ như vậy các bạn, nó khôn dữ quá trời. Rồi mình đi qua thăm cái bẫy cuối cùng các bạn. Tiếp tục mình đến với cái bẫy cuối cùng đó các bạn. Cái này mình nghi nó là có con tròn lớn nó lật bẫy mình, của nó hất bẫy mình, nó vào bẫy lớn mình thì đánh mồi chuối các bạn. Bữa nay mình đánh mồi chuột á. Mình là không có đem lúa theo các bạn. Mình mang theo cái chuối cho chuột ăn luôn các bạn á. Cử rồi mình cũng không có bỏ lúa luôn, bỏ chuối luôn. Mà heo túi lưới luôn, có chuột nó dính mình bắt ra các bạn. Để đi bộ vô đây hơi bị mệt rồi. Trời ơi, nó phá bẫy mà mình để con chuột mình bính cái không vô các bạn. Chết rồi các bạn ơi. Ủa, nó khôn. Chết mình này. Hay dữ trời. Rồi thôi mình ra mình cũng được rồi các bạn ơi, mình dính được hai con tròn mình cũng có hạnh phúc rồi các bạn. Để thêm kỳ nữa rồi sao các bạn, là thiệt chứ nó khôn dữ rồi trời. Rồi mình đi ra ngoài kiếm chỗ mình tổng kết thành quả ngày hôm nay cái mình về các bạn ơi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình thăm hết bẫy rồi, lại đây chống mình tổng kết mình cân hai con tròn coi được nhiều cái thành quả cái mình về hết các bạn. Thì hôm nay chừng khoảng 1 kg chuột rồi các bạn ơi, mình để trên xe sẵn luôn. Với một cái bẫy nó bị hư á, bỏ trong cái bao á các bạn. Tròn nó cắn hư cái nắp rồi, đem về mình sửa lại các bạn ơi. Thì hôm nay được 2 con các bạn, mình làm sẵn về luôn cho nó nhanh nha. 2 con này mình đón chừng khoảng khỏe nè các bạn. Mà nó không có la nha, ngay chỗ đó là sẽ còn nữa nha các bạn. 2 con này mình đón nó chừng khoảng 2,4 kg tròn rồi các bạn. Không biết có chính xác không nha các bạn. Mình đón đại vậy thôi. Rồi cái cân mình đang là 4 số 0 nha các bạn. Tại nó có cái móc thì nó nhảy, nhiều khi nó nhảy số đó các bạn. Kéo một cái coi nó nhiều cái rồi mình về các bạn ơi. Rồi không được rồi các bạn ơi. 2,4,20. 2,4,10. 2,4,10. 2,4,10. Vậy là cái hai cái con này là nó có một, còn có một 2,3 kg hả các bạn. Rồi mình đón 2,4 kg rồi cũng bị hố hàng luôn các bạn. À, nó có 2,3 kg tròn thôi nha các bạn. Thì chương trình mình thăm bẫy tròn thì đến đây thì cũng xin kết thúc các. Cuối video cũng cho mình gửi lời hen, chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe hen. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like và một cái đăng ký kênh hen, ủng hộ giúp cho kênh mình mau phát triển. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn luôn đồng hành ủng hộ cho kênh. Thanh Võ xin chào. Xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.